ba cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Dã Đồng Quê. Hôm nay Diền lại bán những món bánh cả nhà ơi. Thì hôm nay cái mâm của Diền thì trong đây là có bánh bò với bánh ướt nha cả nhà. Thì hôm nay Diền sẽ bán hai loại bánh, khi mà bà con ăn sẽ như ai thích cái nào thì mua cái đó. Bánh bò này là bánh bò thốt lốt, còn bánh ướt này là bánh ướt ngọt. Thì mình có trộn dừa với mè chung cho nó thơm á cả nhà. Cái loại bánh ướt này là lúc nhỏ là Diền rất là thích ăn luôn. Ăn nói chung là nó có độ dai và nó có độ béo, Diền rất là thích luôn. Lâu lắm rồi Diền mới thấy cái bánh này nè, cho nên hôm nay là Diền đi chợ tình cờ có gặp một mớ bánh ướt. Thì có bao nhiêu bánh ướt đây thì ít quá, cho nên là Diền có lấy thêm một mớ bánh bò nữa để bán kiếm chút đỉnh lời cả nhà ơi. Thì bây giờ là Diền sẽ đem đi vô trong đường để bán cho bà con nha. Bánh bò cái màu thốt lốt nó rất là thơm luôn. Mình đậy lại chống bụi. Ở phía sau diện đám bắp này là điêu tàn. Người ta đã bẻ xong hết rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi nha. Ông Tư thì cũng trồng lại bắp mới rồi nè. Thấy lay quay cũng rất là nhanh. Thấy ông Tư bẻ là trồng lại liền. Đợt này tìm bắp lại nữa không Tư? Tìm bắp lại. Cái này ông Tư khỏe hả? Khỏe. Đục cái lỗ này ra đây đã thọt dây vô. À đi. Lần tứ đó hả ông Tư? Chứ để miếng cây thì đi sợ. Dạ. Chịu khó cực lắm. Dạ. Ông Tư ổng tuy già nhưng mà rất là mạnh khỏe đó nha. Bắp này là hầu như là một miếng đất này là một tay của ông Tư mần. Ông Tư nói là mần với cho nó như là mần nó quen rồi và nghĩ nó buồn. Bò bắp ba. Bánh bò bánh ướt. Cái này đi đồng hay vậy? Đồng. Bò bánh ướt. Để đó kìa, bán vàng nha. Dạ. À, cái nhỏ thì 3 cái 5 ngàn, cái lớn thì 2 cái 5 ngàn. Lớn đi. Lớn đi ha. Bà bán bánh ướt không? Nhiêu quá bà? 10 ngàn đi ha. Dạ. Con lấy nước cốt. Rồi cho con gửi bác ba luôn. Cảm ơn bác ba nhiều. Bánh bò gì không em? Rồi đi dài vô luôn. Bánh bò bánh ướt không? Cỡ này nhà của bà hai mận có mấy chú họ hồ nữa kìa. Hả? Mấy bà dưới bọc đi xuống thì phải bán đây, bán được hai bà đó rồi. Vậy hả? Lát lại xuống. Hai bà đi dưới hết rồi. Bán cho bà hai trước đi rồi hả? Bán đi vô bán. Để đây. Cái bà vợ cho dùm con cái ghế cái hiếm hai. Bà cho dùm con cái ghế. Để lên tao bán. Bữa nay mặn đông không à? Bánh bò bánh ướt kiếm hai. Bánh bò bánh ướt coi 5 ngàn coi. 5 ngàn bánh ướt ha. Bà hai bánh gì bà hai? Này bà hai mở hết con đãi cho thợ ăn đi. Cừ cừ. Cừ 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 im gu à. Bà hai. Bà hai. Bà má cái này cho ông Sáu nè, hai thứ. Hai thứ luôn. Rồi. Chúng ta thêm 5 ngàn đó nữa thôi. 5 ngàn bỏ luôn hả? Bự hay nhỏ? Cái nào đó bán đủ 5 ngàn thôi. Cái gửi thôi. Cái gửi. Cái gửi. Bánh bò, bánh ướt, bánh mâm. Ở bên này nghỉ mặn hả em bác Nam? Bên này nghỉ
một bữa. Xả hơi. Xả hơi nha. Rồi con gửi thím hai. Cảm ơn thím hai. Cháu mày 10 ngàn hai thứ. Hai thứ hả? Có 10 ngàn mà ăn hai thứ. Thất gì đó. Có hai thứ phải ba thứ là cũng mua. Bởi vậy phải ba thứ là mua ba thứ rồi đó. Đưa dẻ bự quá không biết gấp sao luôn á. Gấp tiền như con. Bà tính như tiền như tiền như con. Ô da rồi rớt à, bỏ luôn. Bà hai để cho ông bán từ 5 ngàn bánh ướt. Bánh ướt. Sao mua 10 ngàn. Tôi mua có 5 ngàn à. Tôi mua thứ một mà. Tôi không mua hai thứ. Thứ một cũng có 5 ngàn à. Còn phòng khoái ăn bánh ướt này nè. Ủa đánh sát chưa đưa tiền hả con? Dạ chưa. Út bánh bò. Cái này bổ cái gì ăn được. Không được hết. Bổ cái này ăn được bổ ơi. 5 ngàn gì bổ? 5 ngàn cái gì? Bánh bò bánh gì cũng được. Tiền nó mất tiêu. Dạ. Để con lấy tiền thòi cho bà hai cái đã. Bác Năm có 5 ngàn nè. Rồi bác Năm rồi. Cảm ơn bà hai. Bác Năm chờ con chút nữa gấp rồi. Cho bà Út trước ha. Bánh ướt. Dạ bánh ướt. Bánh ướt. Bánh ướt sắc chứ không không phải cuốn. Dạ. Này bánh ướt ngọt. Quá ha. Bữa nay gửi bà Út không có cắt hả? Con cảm ơn bà Út. Hả? Bác Năm bánh ướt luôn hả bác Năm? Vô. Ủa con cá cắt cho ai mà cắt cao vô đó? Đó là con cắt. Nó tới trưa nó đi không à? Không biết cắt cho ai không biết. Rồi con gửi bác Năm. Nè có vợ sang nè vợ sang. Út bánh gì không Út? Bánh ướt luôn ha. Ồ bữa nay bánh ướt bán đắt quá. Vậy là ai cũng thích bánh ướt giống con. Nước này ngon. Dạ. Bóp kèn tốc độ không à. Bóp kèn mà hụn cho mạnh. Con gửi cho bác. Anh bà 10 ngàn luôn. Trời ơi, chị bắt, chị bắt. Đi ghê chị bắt. Biến nè. Dạ có. Mình có mẹ đủ, nhưng mà đủ lợi luôn. Có mùi. Rồi, cho con gửi bác Út. 15 ngàn. Cảm ơn bác Út. Rồi. Bưng dài dài. Quẹo xuống đi. Quẹo xuống đi. Dài xuống chứ mấy bà. Quẹo xuống mau. Dạ. Dạ. Giờ đi dài dài xuống đi rồi cái lát nữa cái mình đảo lên cái nữa. Dài xuống sự bọc. Hết rồi khỏi quẹo lên. Cảm ơn bà hai nhiều. Thôi con đi luôn bà hai ơi. Thứ này nè. Thứ này. Ừ. Với cái gì nữa? Bánh bò. Bánh bò. Thôi bánh ướt hả? Bánh ướt không hả? Nhiều bánh ướt bốc. 5 ngàn. 5 ngàn. Ừ. Hai hộp đi. Dạ. Vậy là ai cũng thích ăn món bánh ướt này hết. Xíu nữa lặt đi nguyên cái mâm. Ăn cho hết luôn. Rồi, con gửi bà Út luôn. Cảm ơn bà Út nhiều. Bà Út quá ủng hộ. Bánh bò, bánh ướt vàng bà hai ơi. Dạ. Bánh bò bánh ướt chết. Bánh ướt đi. Bước ra đi. Bánh ướt hả bác hai? Bánh ướt. Vậy là bánh ướt bữa nay quá đắt.
bánh bò ăn hoài ngán quá. Bánh bò là bác hai là đại lý không? Ừ. Thèm là mừng ăn à. Rồi, con gậy. Cảm ơn bác hai. Chính ăn gì em Chính? Đâu tiêu rồi? Chính ơi! Hả bánh bò phải không? Trời ơi, lấy tiền hay gì mà lâu dữ vậy? Bánh ướt nè. Bánh bò. Dạ. Nhiêu năm? 5 ngàn. Rồi đây cho con gửi này luôn đi rồi con gấp lại cho bác Chính sao. Rồi cảm ơn năm. Mặn mới vô hay gì bác Chính? Anh cho em 5 ngàn bánh bò anh. Trời ơi nói chuyện nghe dễ thương ác luôn mà không cho là buồn lắm đó nha. Bánh nướng ơi, bánh bò bánh nướng. Bà bán bánh bò bánh nướng cho tao có bán hủ tiếu ngoại ơi. Hai hộp luôn hả? Hộp bánh nướng. Hộp bánh nướng. Rồi, Chính cầm giùm con cái này cái đi rồi con gấp bánh nướng. Bò nè. 10 ngàn bánh bò bữa nướng nữa ha. Bánh nướng này ngon lắm nè. Rồi, cho con gửi Chính. Cảm ơn Chính. Ướt kìa. Bò lội qua sông để ướt. Bò lội qua sông để ướt. Chính nói hay quá Chính ơi. Chính ăn liền mà Chính bác tại chỗ luôn mà. Rồi, cho gửi luôn Nương ơi, 20 ngàn. Rồi, cảm ơn nhiều. Ngon chết. Chưa ăn hả? Mới đổ nước cốt hả? Mới đổ nước cốt mà hỏi ngon không? Rồi. Đi Chính ơi. Bánh bò bánh nước không? Dạ. Bánh nước ha. Dạ. Rồi con để qua đây đi. Của ai xin tiền chút xíu. Vậy là cái món bánh nước ở đây rất là khoái. Nào giờ mình chưa bán bánh nước này lần nào chứ. Cái này ai ở đây cũng thích. Con để lên bàn này luôn nghe chú Nam. Để đi lát con gì lấy tiền cũng được. Nhiều ạ? 5 ngàn. Cảm ơn chú Nam nhiều. Rồi, đi thôi cả nhà ơi. Bà Sáu. Dạ. Dạ không có, bánh ướt với bánh bò. Bánh bò đụng bà Sáu. Bánh ướt, bánh bò không? Bánh bò không người đẹp? Ra đây giùm người đẹp ơi. Để ké cái ghế nè, cho dễ. Bánh bò, bánh ướt. Bánh bò này 2 cái 5 ngàn, này 3 cái 5 ngàn. Này ha. Khỏi bọc kìa. Khỏi nước cốt luôn. Khỏi nước cốt luôn. Rồi, cảm ơn. Ăn gì người đẹp? Bò miếng nha, nhiều.
hai miếng. Hộp bánh nước luôn. Hai hộp 10.000 người đẹp ấy. Bọc nó nhỏ quá để hết không? Em lấy bọc bự. Có bọc bự luôn. Có bọc bự luôn. Rồi, cảm ơn người đẹp nhiều. Mình chỉnh sửa lại. Rồi, mình đi dài xuống luôn nha. Vậy ha, chú ăn gì chú? Cái gì được, bò ướt chứ, bò ấy, bò đi. Bò đi ha. Bò đưa, không chú tổng đi. Rồi vậy nè, 10.000. Hết chú luôn. Trời ơi, mừng quá. Còn hỏi chú lại 40.000. Bốn chục. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, còn như là chú Hải mão hết cho con luôn, mừng quá. Ơi chết, hình như con quên. Dạ. Chú hình như kêu chú giùm con quên để nước cốt hay gì á. Không có đợi bình nước cốt, đợi bình đưa bình rồi. Con có thôi nè, cốt có gì? Có nước cốt, có nước cốt. Ông Tư khỏi đi. Chưa chưa Tư ăn này chưa ăn đâu. Vậy hả, ông Tư tới chưa mới ăn hả? Rồi, vậy là cho con gửi đây luôn chú Hải ơi. Nè, nguyên bình nước cốt luôn. Đã hết luôn. Rồi con đưa chú gửi cho ông Tư giùm con nha. Rồi, ông nào ông Tư đâu? Cốt ông Tư ơi, hai bịch đi. Hai bịch luôn Tư ơi. Hai bịch đi. Cốt nữa, cốt. Tư. Rồi, cảm ơn chú Hải. Mừng lính quýnh quá, quên để nước cốt luôn. Thôi giờ đi về trên cả nhà. Để đi. Giờ mình đếm tiền cả nhà ơi. Thì mâm bánh bò cũng đã được chú Hải mão hết trơn luôn rồi. Quá trơn mừng luôn. Thì cái mâm bánh này á, hồi sáng là dì mua 120.000. Cũng như là người ta bán cho mình giá là 4.000, dì lấy vô là 4.000, dì bán lại 5.000, mỗi cái lợi 1.000 gì đó. 50, 70, 80, 90, 100, 101, 120. Đây là cái phần tiền lời nè. 10.000, 20, 25.000. Buổi sáng mình bán bánh bò, bánh ướt á. Thì bánh ướt ở đây ai cũng khoái hết trơn á. Lần đầu tiên mà Duyên bán thì cũng lời được hai mấy ngàn. Thì thôi Duyên cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ luôn. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.